Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản, và trong clip này chúng ta lại tiếp tục về đoạn bài Classes and Objects. Ở trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về con trỏ trỏ thấy class, thì cũng giống như con trỏ trỏ thấy cấu trúc, ta cũng tiến hành khai báo, khởi tạo và trỏ thấy các thành phần của class như bình thường. Ok, chỉ có điều khác biệt ở đây, thay vì chúng ta sử dụng toán từ truy cập dấu chấm thì khi sử dụng con trỏ chúng ta phải sử dụng toán từ truy cập, đó là mũi tên. Ví dụ với cái class người thì trong hàm main ta có thể xuất thông tin ra màn hình qua con trỏ đối tượng như sau: người n1 nghĩa là con trỏ thuộc class người. Sau đó thì chúng ta sẽ xuất cái thông tin ở trong hàng hàm getName ra bằng cách là n1 trỏ đến getName. Ok, còn như bình thường nếu chúng ta không khai báo con trỏ mà là n1 thông thôi thì cho nên mũi tên này sẽ thay bằng dấu chấm. Tương tự thì chúng ta cũng đây là n1 thiếu n. Okay. N1 trỏ đến get address và N1 trỏ đến get phone. Như vậy thì chúng ta sẽ xuất được cái thông tin của chúng ta ra màn hình. Ok. Ở chỗ này thử là dành N1. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ minh họa cho các bạn. Đây chính là cái minh họa. Và cái bài này là kế tiếp từ cái bài trước. Chúng ta đã nói về con trỏ zip. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái con trỏ. Bây giờ không phải là cái, đây là một cái đối tượng chúng ta đã khởi tạo. Ok, bây giờ chúng ta tạo ra một cái đối tượng, đó là một người, đó là con trỏ n2 đi. N2 lúc này thì n2 sẽ được gán lấy địa chỉ của n1. Ok, đây chính là khai báo, đồng thời là khởi tạo giá trị cho cái con trỏ class. Sau đó thì chúng ta sẽ n2 có, chỗ này là n2, chỗ này chúng ta cũng thay với n2 có, chỗ này cũng thế n2 có. Đây, bây giờ chúng ta xem là cái con trỏ class này nó có thực hiện được cái chức năng tương tự như là cái đối tượng class này không. Ok, chúng ta chờ chút. Và đây, cái kết quả chúng ta vẫn là xuất được cái thông tin ra màn hình. Ok, và đây mình chỉ lấy ví dụ minh họa, đó là chúng ta có thể truy cập vào các thành phần của cái tức là các thành phần hàm và dữ liệu của cái class của chúng ta thông qua cái con trỏ một cách bình thường. Ok, tức là cái việc mà chúng ta sử dụng cái đối tượng bình thường hoặc là đối tượng con trỏ thì đều có thể sử dụng để truy cập đến các thành phần hàm và dữ liệu của cái class của chúng ta. Và đây chính là cái n2 là một cái con trỏ thuộc class người, và n1 chính là một cái đối tượng, đây đối tượng mà chúng ta đã khởi tạo các thông tin, các thông tin được khởi tạo và gán như thế này, và những cái thông tin chúng ta khởi tạo đây là tên, địa chỉ và số điện thoại. Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ khai báo ra một cái con trỏ, rồi là lấy cái địa chỉ, tức là đây là khai báo đồng thời khởi tạo ra cái địa chỉ cho cái n2, và nó sẽ, cái con trỏ này sẽ trỏ đến cái địa chỉ đó để lôi ra các thông tin như tên, địa chỉ và số điện thoại của cái đối tượng mà nó được gán địa chỉ đó. Ok, và ở đây thì mình chỉ lấy ví dụ minh họa về một đối tượng thôi, và đối với nhiều đối tượng thì các bạn cũng lần lượt gán các địa chỉ cho con trỏ và trỏ như bình thường. Ok, không có gì khác lạ cả, chỉ là nó nhiều thành phần hơn và chúng ta thao tác nhiều hơn một chút mà thôi, nhưng mà về cơ bản để chia nhỏ ra thì mỗi cái thành phần nhỏ nhất của nó đều là như thế này. Ok, cái nội dung của clip này chỉ đến đây thôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.